Xin chào các bạn. Ngày nay, cụm từ du học Mỹ dường như đã không còn xa lạ đối với học sinh sinh viên Việt Nam nữa. Và trong chương trình ngày hôm nay, Kiều Oanh xin được giới thiệu đến quý phụ huynh cũng như các bạn học sinh thông tin về du học Mỹ, trường University of Cincinnati, bang Ohio, Hoa Kỳ. Kính thưa quý phụ huynh cũng như các bạn học sinh thân mến, trường University of Cincinnati được thành lập vào năm 1891, tọa lạc tại tiểu bang Ohio, phía bắc trung tâm thành phố. Và đây là một trong những trường nghiên cứu công lập được xếp vào 25 trường đại học hàng đầu chuyên nghiên cứu công cộng tại Hoa Kỳ. Trường hiện có trên 250 chương trình cấp cử nhân và 150 chương trình sau đại học. Hơn nữa thì hệ thống trường đã được tờ US News and World Report xếp hạng là một trong 100 trường đại học công lập hàng đầu cả nước và nằm trong những trường hàng đầu tại Mỹ theo Princeton Review. Du học Mỹ trường University of Cincinnati cũng được Tổ chức Khoa học Quốc gia xếp vào là một trong những trường nghiên cứu công lập hàng đầu của Hoa Kỳ. Được trang bị với mọi sự thuận tiện, khuôn viên của trường đã được Place Magazine gọi là điểm đến văn hóa quốc tế, là nơi hội tụ của các cửa hàng, cửa hiệu, nhà hàng và các sự kiện thể thao. Và đây quả thực là một nơi rất sôi động để sống và học tập, phải không các bạn? Hiện nay thì tại trường có khoảng hơn 37.000 sinh viên theo học, vì thế mà trường được mệnh danh là một trong 100 trường đại học lớn nhất tại Hoa Kỳ. Hàng năm thì trường đều có đào tạo các chương trình bằng đại cương từ 2 năm đến tiến sĩ và sau tiến sĩ. Mỗi năm trường có khoảng 5.000 sinh viên tốt nghiệp và tiếp nhận hơn 200.000 sinh viên đến từ các trường phổ thông cao đẳng. Vậy thì điều kiện để nhập học tại trường University of Cincinnati, bang Ohio là gì? Và đầu tiên chính là điều kiện cần. Bạn cần phải tốt nghiệp trung học phổ thông. Thứ hai là điều kiện đủ. Bạn cần phải đáp ứng được yêu cầu đầu vào tiếng Anh, TOEFL IBT 66 hoặc IELTS 6.5. Tuy nhiên, nếu như bạn chưa đáp ứng được yêu cầu tiếng Anh đầu vào thì bạn cũng đừng nên lo lắng. Tại trường hiện nay có liên kết với các hệ thống giáo dục tiếng Anh IELTS để cung cấp chương trình đào tạo tiếng Anh cho những sinh viên quốc tế chưa đủ điều kiện về tiếng Anh. Và học kỳ khai giảng của trường là vào tháng 1, tháng 5 và tháng 8 hàng năm. Chuyên ngành đào tạo của hệ thống du học Mỹ trường University of Cincinnati, bang Ohio gồm có: đối với hệ đại học sẽ có những chuyên ngành như sau: kinh tế, kỹ thuật, kinh doanh, âm nhạc và địa lý học. Đối với hệ sau đại học sẽ gồm có quản trị kinh doanh, âm nhạc và chính trị học. Đối với học phí thì khoảng 26.334 USD một năm và phí ăn ở là khoảng 10.496 đến 12.700 USD một năm. Và để tiết kiệm chi phí hơn, bạn có thể chọn hình thức du học bằng học bổng. Hiện nay thì tại trường đều có những suất học bổng rất hấp dẫn dành cho sinh viên quốc tế. Với hệ đại học thì học bổng từ khoảng 2.000 đến 12.000 USD mỗi năm dành cho sinh viên IELTS đạt yêu cầu. Sinh viên tốt nghiệp cấp độ IELTS 112 chuyên sâu có thể cạnh tranh cho học bổng này khi trúng tuyển. Và với điểm tối thiểu theo yêu cầu về kỳ thi toán đầu vào của trường. Và ngoài ra thì trường cũng khuyến khích các sinh viên bằng các chương trình học bổng quốc tế từ 3.000 đến 26.000 USD một năm dựa trên kết quả học tập của các bạn. Và hiện nay thì có khoảng 50 bạn sinh viên Việt Nam đã giành được những suất học bổng rất hấp dẫn tại trường. Và các bạn không chỉ có cơ hội được nhận học bổng của trường mà thậm chí các khoa, các giảng viên cũng có riêng những suất học bổng của mình dành cho các bạn sinh viên xuất sắc. Ngoài ra thì các bạn còn được yêu cầu tham gia chương trình co-op, có thể hiểu là thực tập ngắn hạn với thời gian khoảng 3 tháng, có hưởng lương tại 15.000 doanh nghiệp liên kết với trường để có cơ hội cọ sát thực tế hơn. Và đó cũng chính là loại học bổng rất hấp dẫn mà các bạn không thể tìm được ở bất cứ trường nào khác. Đối với hệ sau đại học thì học bổng sau đại học dành cho nhiều chương trình sau đại học bao gồm kinh doanh, sư phạm, kỹ thuật và khoa học tự nhiên. Những học bổng này thì có thể bao gồm một khoản cho phí sinh hoạt hàng ngày. Tuy nhiên thì mức học bổng sẽ thay đổi theo từng chương trình. Và với chương trình đào tạo rất tuyệt vời tại trường University of Cincinnati, các bạn có thể có được những cơ hội việc làm tốt cũng như thu nhập cao sau khi ra trường. Ngoài chương trình giáo dục mang tính thực tiễn ra thì tại trường còn tạo điều kiện cho các bạn có cơ hội làm việc tại các doanh nghiệp quốc tế tại Mỹ thông qua chương trình OPT, viết tắt của từ Optional Practical Training, có nghĩa là thực tập tự nguyện. Có nghĩa là sau khi tốt nghiệp, các bạn sẽ được phép ở lại Mỹ làm việc trong tối đa 12 tháng với các ngành bình thường và có thể lên đến khoảng 29 tháng với các nhóm ngành STEM và được hưởng mức lương giống như người bản xứ các bạn ạ.
Điển hình như là hiện nay có rất nhiều sinh viên Việt Nam tốt nghiệp chuyên ngành công nghệ thông tin tại trường đang thực tập OPT tại các tập đoàn như Dell hoặc là Apple. Và để cập nhật thông tin mới nhất về học phí cũng như ngày khai giảng gần nhất khi du học Mỹ trường University of Cincinnati, bang Ohio, các bạn hãy liên hệ ngay đến công ty tư vấn du học Tân Đại Dương theo các địa chỉ sau. Công ty tư vấn du học Tân Đại Dương, mặt tiền 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, hoặc gọi ngay cho chúng tôi đến số điện thoại 0838484879. Và xin lưu ý rằng công ty tư vấn du học Tân Đại Dương không có chi nhánh ngoài Hà Nội các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!